À, xin chào Kê. Như vậy là chúng ta đã nghiên cứu xong một số cái bài về nguyên lý thứ nhất của động lực học. Chúng ta đã tìm hiểu được công, tìm hiểu được nhiệt. Okay. Thì nhiệt của các quá trình mà chúng ta gặp thường là nhiệt của các quá trình ví dụ như là giãn nở, hoặc là nén, hoặc là đun nóng, v.v. Thế thì đối với nhiệt mà nói thì trong hóa học được sử dụng rất nhiều, và cụ thể là nhiệt của các phản ứng, nhiệt của các cái quá trình vật lý. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài nhiệt hóa học. Nhiệt hóa học. Thì trước khi các em đến với cái phần tính toán cụ thể của các cái nhiệt, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về biến thiên enthalpy chuẩn. Biến thiên enthalpy chuẩn thì người ta thường ký hiệu, ký hiệu của nó chính là delta có chỉ số 0 ở trên. Khi có cái chỉ số 0 ở trên thì ta hiểu như thế nào Ở đây các bạn lưu ý là H biến thiên enthalpy, thì trước thầy đã trình bày với các bạn rồi, thì đó chính là gì kia? Đó chính là nhiệt đẳng áp. Thực ra enthalpy chính là nhiệt đẳng áp mà thôi, nhiệt đẳng áp. Như vậy cái chỗ đẳng áp thì trong hợp với chỉ số 0 đây này á, cái chỉ số 0 để chỉ cái biến thiên là biến thiên enthalpy chuẩn, đây là tiêu chuẩn rồi đó. Như vậy cái tiêu chuẩn này nghĩa là gì? Chuẩn này có nghĩa là ví dụ ta có một cái trạng thái từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, thì cái biến thiên enthalpy chuẩn của cái quá trình này thế nào gọi là chuẩn? Khi cái chất ở trạng thái 1, khi chất ở trạng thái 1 cũng ở trạng thái chuẩn, trạng thái chuẩn. Còn cái chất ở trạng thái 2 thì cũng ở trạng thái chuẩn. Trạng thái chuẩn này nghĩa là gì đây? Trạng thái chuẩn của một chất là gì nhắc lại. Ta xét cái quá trình này khi nào ta gọi là biến thiên enthalpy chuẩn, là khi các cái chất ở trạng thái đầu cũng như là trạng thái cuối đều ở trạng thái chuẩn. Trạng thái chuẩn là gì? Trạng thái chuẩn của một chất, trạng thái chuẩn của một chất ở một nhiệt độ xác định là gì? Là chất đó nè ở trạng thái tinh khiết, tinh khiết là cái điều kiện đầu tiên muốn nó ở điều kiện chuẩn, chất đó ở điều kiện chuẩn thì trước tiên chất đó phải ở trạng thái tinh khiết. Tinh khiết tiếng Anh tức là pure, pure. Okay. Cái điều kiện thứ hai đó kia là ở áp suất tiêu chuẩn, áp suất tiêu chuẩn. Áp suất tiêu chuẩn ra là bao nhiêu? Đó chính là 1,3. Trước đây là chúng ta hay dùng là mol nước phê, bây giờ là áp suất 1,3. Okay. Như vậy khi ta ghi cái chỉ số 0 với biến thiên enthalpy của một quá trình, là ta hiểu rằng gì các em? Hiểu rằng các cái chất ở trạng thái đầu và trạng thái cuối của cái quá trình đó là ở trạng thái chuẩn. Trạng thái chuẩn ở một nhiệt độ xác định nào đó
là trạng thái tinh khiết của chất đó, tinh khiết. Thứ hai là ở áp suất tiêu chuẩn 1 bar. Thì đó là hai điều kiện để mà ta nói một chất là ở trạng thái chuẩn. À, ta ví dụ nước chẳng hạn ha, mà ta xét ở 25 độ C chứ ha, 25 độ C thì ta tính là 273K. Đấy, mà gọi là ở điều kiện chuẩn á, ở điều kiện chuẩn là khi nào các em? Là khi là nước đó phải là nước tinh khiết. Điều kiện đầu tiên là tinh khiết. Điều kiện thứ hai là gì các em? Ở cái này là giả sử là nước lỏng đi, ta nói nước lỏng cho nó dễ hiểu. Nước tinh khiết trạng thái lỏng, trạng thái lỏng ở áp suất bao nhiêu các em? Ở áp suất 1 bar thì cái nước lỏng ở điều kiện thế này á thì ta gọi là nước lỏng ở trạng thái chuẩn. Ok, thế thì trong cái này nó là ở một nhiệt độ xác định, ở một nhiệt độ xác định ở đó thì có thể có các cái nhiệt độ khác nhau, nhiệt độ bất kỳ. Tuy nhiên á, cái nhiệt độ chúng ta hay dùng cái nhiệt độ mà các cái đại lượng về biến thiên nhiệt hay sử dụng á, nhiệt độ thông thường là ta ở xét ở 25 độ C. 25 độ C hay là 273 độ K. Nó chính xác hơn là 273,15 độ K ha. Ta nhắc lại độ C ta viết cái chữ số 0 ở trên. Nhưng mà độ K thì không viết. Thì đó là các bạn lưu ý như vậy. Ok. Bây giờ ta có một cái ví dụ về biến đổi enthalpy, biến thiên enthalpy chuẩn. Ví dụ ta xét một cái quá trình nước lỏng okay. Thành nước hơi, hơi là khí. Ta xét quá trình đun sôi đi ha, đun sôi từ nước lỏng thành nước hơi thì cái delta H của quá trình này đó gọi là delta H gì các bạn? Hó hơi. Hó hơi thì trong tiếng Anh người ta viết là chữ VAB là hó hơi. Okay. Chính là bằng gì? Nếu điện tiêu chuẩn thì nó bằng cộng 40,66 kJ trên mol, đơn vị là kJ mol trừ 1. Thì ta hiểu như thế nào hả? Vấn đề ta hiểu như thế nào? Ở đây có chỉ số không? Ở đây là người ta xét ở 373K. Đây là cái nhiệt hó hơi rồi ở tại nhiệt độ sôi, tại nhiệt độ sôi. Hãy lại bởi vì ở một nhiệt độ xác định nào đó, đó là nhiệt độ bất kỳ. Thì nếu người ta không ghi nhiệt độ gì đó, thì ta hiểu là ở 25 độ C. Còn trong hợp này là ta ghi ở 373 độ K. Có nghĩa là người ta đã ghi rõ cái nhiệt độ. Thì có nghĩa là gì? Ta hiểu cái này là như thế nào? Ta hiểu là cái chỉ số 0 này, ta hiểu là nước này là ở điều kiện chuẩn ha. Nước này điều kiện chuẩn có nghĩa là nước gì? Nước lỏng này, tinh khiết. Tinh khiết và ở áp suất gì? 1 bar. Sau đó chuyển hóa thành gì? Nước hơi, hơi tinh khiết và cũng ở áp suất gì các em? 1 bar. Như vậy ở một cái trạng thái chuẩn thì ở đây nếu mà để cho dễ hiểu, người ta có thể vẽ cái dạng đồ năng lượng E. Như vậy ta thấy từ nước lỏng thành nước hơi hay là khí thì cần một cái đại lượng dương. Dương nghĩa là gì các bạn? Thu nhiệt. Thu nhiệt có nghĩa là gì? Ở đây là thu nhiệt có nghĩa là làm tăng cái nhiệt độ của, làm tăng cái nhiệt của cái hệ lên ha. Như vậy ở đây ta có nước lỏng, ví dụ đây nước hơi chứ ngàn ha, nước hơi. Thế thì cái lượng nhiệt
cần thiết để chuyển từ một môn. Ở đây là kiểu unimol, nghĩa là chuyển một môn nước lỏng này kia thành một môn nước hơi ở điều kiện gì, 1:3 hả? Đương nhiên là hai cái này ở điều kiện chuẩn hết, thì nó cần một cái năng lượng bao nhiêu kem? 40,66 kJ. Đây là quá trình thu nhiệt. Đấy, cho nên là cái năng lượng của cái hệ của chúng ta nó tăng lên. Đấy, thì đây như thế ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần đầu tiên về cái biến thiên enthalpy chuẩn. Như vậy ta hiểu chữ chuẩn là như thế nào, cái đó là cái quan trọng ha. Bây giờ các em sang phần tiếp theo, đó chính là biến thiên enthalpy của một số cái quá trình vật lý. Hai, biến thiên enthalpy của một biến độ vật lý, của biến độ vật lý. Đây là quá trình biến độ vật lý. Vật lý. Ok. Thế thì thế nào là một cái quá trình biến độ vật lý? Tức là physical change. Thì cái đó là các bạn biết rồi. Thì đó là quá trình biến đổi mà không kèm theo cái sự biến đổi chất. Thì có một số cái quá trình biến đổi vật lý mà các em cần phải nắm như sau ạ. Thứ nhất là cái quá trình chuyển pha ha, quá trình chuyển pha. Chuyển pha. Thế nào là quá trình chuyển pha? Chuyển pha có nghĩa là ví dụ một chất này có thể tồn tại các cái pha khác nhau, ví dụ như là từ pha rắn sang pha lỏng ví dụ chẳng hạn, thì cái nhiệt của quá trình đó gọi là nhiệt chuyển pha. Nhiệt chuyển pha trong hợp này chính là biến thiên enthalpy của quá trình chuyển pha ví dụ như là có một chất ở pha alpha nào đó chuyển sang cái pha beta, thì cái nhiệt của quá trình này người ta gọi là delta H chuyển pha Chuyển pha thì trong tiếng Anh nó là từ transition transition chuyển pha transition tức là chuyển pha. Đây là một cái chuyển pha mang tính tổng quát Ta lưu ý cái pha ở đây không những là chuyển pha từ ví dụ từ rắn sang lỏng, từ lắm sang khí thì gọi là quá trình chuyển pha. Tuy nhiên chuyển pha ở đây cũng có thể là một cái pha ví dụ như carbon có hai dạng tu hình, ví dụ chẳng hạn carbon graphic, carbon graphic chuyển sang carbon kim cương chẳng hạn carbon kim cương, thì đây cũng là hai pha khác nhau của carbon, thì cái nhiệt của quá trình này cũng gọi là nhiệt chuyển pha delta H của quá trình này cũng gọi là delta H chuyển pha. Thì các em hiểu là cái nhiệt chuyển pha là như vậy, chứ không chỉ hẳn là chuyển pha vật lý. Đó là cái đầu tiên. Một số cái quá trình chuyển pha mà chúng ta hay gặp, thứ nhất là ví dụ như là gì? Quá trình nóng chảy với chị nào? Nóng chảy. Thì ta ví dụ như là gì các em? Ví dụ như là từ một cái chất là H2O rắn ví dụ chẳng hạn, mà chuyển sang H2O ví dụ lỏng ví dụ chẳng hạn, thì cái nhiệt của quá trình này người ta gọi là
nhiệt nóng chảy nha, delta H nóng chảy, delta H nóng chảy nha. À, delta H nóng chảy tiếng Anh người ta hay viết là delta H. Đấy. Nóng chảy là người ta hay dùng từ fuse. Ở đây là fusion á, người ta hay ký hiệu là chữ FUS là fusion. Ta lưu ý là gì? Chữ nóng chảy, nhiệt nóng chảy là chữ fusion. Ok. Là ứng với quá trình nóng chảy. Này chưa kia. Thì đó cũng là một quá trình chuyển pha. Và thứ hai như là quá trình hóa hơi, ví dụ các bạn cũng là cái quá trình chuyển pha, quá trình hóa hơi. Hóa hơi tức là chuyển từ dưới game một cái chất, chuyển từ một cái chất nào đấy, ví dụ như là nước đi chứ ạ, từ lỏng mà chuyển sang khí thì cũng sẽ cần cung cấp cho nó một cái nhiệt ha. Cái này từ rắn chuyển sang lỏng thì đương nhiên là cần cung cấp cho nó một nhiệt để nó hóa lỏng. Còn cái này ví dụ nước từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí thì đây cũng cần cung cấp một cái nhiệt, thì cái nhiệt quá trình này á gọi là nhiệt hóa hơi. Hóa hơi thì trong tiếng Anh người ta viết là gì? Delta H VAB. VAB ha. Vaporization á. Cái VAB này chính là vaporization. Có nghĩa là hóa hơi à. Có nghĩa là hóa hơi. Được chưa các em? Đó là nhiệt hóa hơi. Ok. Bây giờ quá trình tiếp theo, quá trình vật lý tiếp theo mà chúng ta hay gặp là quá trình thăng hoa à. Quá trình thăng hoa. Thăng hoa. Thăng hoa ví dụ như là ta giả sử như là ta có thể biến đổi từ nước rắn ha sang nước khí, ví dụ chứ nè. Thăng nước khí. Chưa? Thì cái nhiệt mà của quá trình chuyển từ rắn sang khí đó thì cái nhiệt này người ta gọi là nhiệt thăng hoa. Thăng hoa. Thăng hoa thì tiếng Anh nó hay viết là delta H. Thăng hoa lại là chữ sub. Thì chữ sub này á chính là bằng sublimation. Là sự thăng hoa, ok. Sublimation là sự thăng hoa. Ta lưu ý như vậy. Rồi còn cái biến đổi vật lý nào chúng ta hay gặp nữa? Thăng hoa rồi. Tiếp theo đó là nhiệt nguyên tử hóa. Của quá trình nguyên tử hóa. Quá trình nguyên tử hóa. Nguyên tử hóa ta ví dụ ta có một cái mẫu NA rắn ha. Tức là dạng tinh thể thì chuyển thành NA khí, có nghĩa là dạng các cái hơi nguyên tử ha, có nghĩa là chuyển từ một cái trạng thái tinh thể thành cái trạng thái nguyên tử. Thì cái nhiệt của quá trình đó gọi là nhiệt delta H, gọi là nguyên tử hóa, có nghĩa là chuyển thành nguyên tử. Trong tiếng Anh của viết là ATM ha, có thể đúng chưa? Nguyên tử hóa. Ta hay viết là AT thôi ha. Atomization. Tránh nhầm lẫn, tên là AT. Thì chữ AT này chính là bằng Atomization.
đó là nhiệt nguyên tử hóa, các bạn lưu ý như vậy. Và đó là quá trình chuyển từ một cái chất rắn thành các cái nguyên tử, làm nguyên tử, thì cái nhiệt đó thì gọi là quá trình nguyên tử hóa. Các nguyên tử ở dạng khí, các bạn lưu ý như vậy. Cái quá trình vật lý tiếp theo đó chính là quá trình ion hóa. Nhiệt ion hóa. Quá trình ion hóa. Ion hóa ta ví dụ như là có một cái quá trình đó là xuất phát từ các cái nguyên tử ở trạng thái khí, natri khí, chuyển thành gì, một cái ion, có nghĩa là cũng trạng thái khí cộng với một e, có nghĩa là có sự tắc. Nên năng lượng ion hóa này người ta kêu là chữ y ha. Trong tiếng Anh chỗ này chúng ta người ta viết là delta H ion đấy hoặc là delta H ion hóa, hoặc là đôi khi là người ta ghi chữ y thôi hoặc là bằng chữ y thôi. Y tức là chữ y này đó, hoặc là chữ ion luôn á, ion trong hộp này đó chính là ionization, có nghĩa là ion hóa, ionization, okay. Có nghĩa là ion hóa. Người ta lưu ý năng lượng ion hóa được định nghĩa đầy đủ á là năng lượng cần thiết. Ví dụ ở đây ta xét một nguyên tử thôi nha, là năng lượng cần thiết để tách một electron ra khỏi nguyên tử khí ở trạng thái cơ bản. Ta lưu ý thêm mà năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết để tách electron trong nguyên tử, tách electron trong nguyên tử ở trạng thái gì, năng lượng cần thiết tối thiểu quá để tách mỗi trong để tôi ghi cho nó dễ hiểu, ghi lại cho nó dễ hiểu. Năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết năng lượng tối thiểu cần thiết để tách một cái electron ra khỏi nguyên tử ở trạng thái khí khí, nhưng mà cơ bản thế nào là cơ bản thì cái này là chúng ta trạng thái cơ bản rồi tạo ra gì, em tạo ra ion cũng ở trạng thái khí cũng ở trạng thái khí. Thì cái năng lượng quá trình đó người ta là năng lượng ion hóa. Đôi lúc thì người ta còn họ trình bày thêm là năng lượng ion hóa thứ nhất, năng lượng ion hóa thứ hai, thì cứ lần lượt định nghĩa như vậy. Năng lượng ion hóa thứ nhất đây, trong hợp này chính là năng lượng ion hóa thứ nhất đây có thể hiểu y một. Còn năng lượng ion hóa thứ hai thì cũng là năng lượng tối thiểu cần thiết để tách một electron ra khỏi, không phải khỏi nguyên tử mà khỏi gì, khỏi ion ít cộng, ví dụ tiếng Anh ở trạng thái khí cơ bản để tạo ra ion, ion gì kia, ion ít hai cộng thì cái đó người ta gọi là y hai. Như vậy để thì nó rõ thêm cho đó để các bạn hiểu. Như vậy thế nào là y1, thế nào là y2? Đây, ví dụ ta có nguyên tử Na khí chuyển thành Na cộng khí cộng một electron á, thì năng lượng trong quá trình này gọi là y1. Còn y2 á, thì phải xuất phát từ y1, từ cái khí này tách ra Na
ví dụ như là 2 cộng thì đây chính là năng lượng ion thứ hai. Tương tự như vậy, năng lượng ion hóa thứ n, ví dụ chẳng hạn thứ n một từ x, thứ n thì nó phải xuất phát từ cái ion n trừ 1 cộng thành x n cộng cộng cho một cái trong, thì đây chính là năng lượng ion hóa thứ n x trừ 1 à. Thế nào thì các bạn hiểu như thế. Rồi đã nói đến năng lượng ion hóa thì thường nữa đi kèm với áp lực electron mà. Cái đại lượng tiếp theo, quá trình tiếp theo, tức là quá trình thu electron mà, quá trình hai lượng ion hóa là bỏ hết trong, quá trình ion hóa tức là bỏ đi trong mà, còn quá trình ngược lại là quá trình thu electron, thu trong hay là gọi là cái này là ái lực electron đấy, chúng ta hay gọi là ái lực electron, ái lực electron. Thì ví dụ ta có một nguyên tử x ở trạng thái khí cơ bản thì khi mà thu thêm một electron nữa tạo thành x trừ, ví dụ chẳng hạn ha, cũng ở trạng thái khí, thì cái năng lượng của quá trình này người ta gọi là ái lực electron, hay ví dụ là chữ a e, ok, chữ a e. Còn nếu mà viết dạng delta h á thì chúng ta sẽ viết là delta h e, này cũng ở trạng thái khí ha, delta h e trong gen à, eg chữ ae á, nếu mà viết theo đó nghĩa là ái lực electron á, thì chính là electron affinity, affinity nghĩa là ái lực electron. Còn nếu viết chữ eg thì nghĩa của nó là electron gain, cũng là sự thu electron. Để ta hiểu như vậy. Để chơi game, đó là quá trình thu electron. Okay. Như vậy trên đây thầy đã giúp cho các em nắm được hai cái khái niệm quan trọng. Hai cái vấn đề quan trọng. Thứ nhất á, là các em phải nắm được thế nào là một cái chất ở trạng thái chuẩn. Okay. Cái thứ hai là các em biết được cái biến đổi enthalpy của một số quá trình vật lý. Thì các em biết được cách gọi tên của từng quá trình và hiểu đúng là bản chất của cái quá trình đó là như thế nào. Còn lại cái phần quan trọng hơn đó chính là biến thiên enthalpy của một cái phản ứng hóa học, thì chúng ta sẽ được học ở cái video tiếp theo. Xin chào các em.